nay mình sẽ cùng vào bếp để chia sẻ với các bạn cái món tóp mỡ nhé. Làm sao để áp được tóp mỡ nó ngon như thế này nhé. Và miếng tóp mỡ nó rất là thơm nhé. Thì các bạn cùng vào bếp và làm với mình. Và khi áp nó không hề bị bắn dầu nhé. Đây là mình áp gần xong rồi đấy ạ. Và cái tóp mỡ này thì các bạn làm được rất là nhiều món. Các bạn có thể xóc muối ớt và tỏi để các bạn ăn hoặc là các bạn rim với một chút nước mắm, hoặc là các bạn chấm nó luôn với gia vị, các bạn ăn với cơm trắng nhé, rất là hàng ngon ạ. Và bây giờ mình cùng làm nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách áp tóp mỡ làm sao nó cho nó ngon nhé, để cái tóp mỡ của chúng ta nó rất là thơm ngon nhé. Bây giờ các bạn cùng làm với mình nhé. Trước tiên là mình sẽ thái tóp mỡ ra trước. Để thái tóp mỡ thì các bạn phải rửa thay sạch tóp mỡ, thịt mỡ với muối loãng nhiều lần, và sát muối vào rửa sạch thật sạch cho mình nhé. Và để ráo nước như vậy. Và bây giờ mình mang đi mình thái đã nhé. Các bạn bỏ cái bì đi cho mình nhé, để khi áp nó không bị bắn ấy. Bỏ cái bì cho mình. Các bạn chọn những cái con lợn mà cái mỡ của nó trong như thế này và màu trắng như này, nhưng mà không phải là màu trắng bệch nhé, trắng mà nó tươi như này nhé. Và bây giờ các bạn thái cho mình thành những cái miếng mỏng nhưng mà không dày quá, không to quá, cắt làm đôi cái khổ thịt này. Sau đó các bạn thái. Tí nữa mình sẽ chia sẻ cách áp làm sao nó ra mỡ và nó không hề bị bắn mà rất là ngon nhé. Nếu mà nó có cái phần thịt nạc này thì các bạn áp xong hết mỡ thì các bạn có thể dùng cái phần thịt nạc này để mình cái phần tóp mỡ này để các bạn xào, các bạn nấu các món khác ấy, ăn nó cực kỳ ngon luôn ạ. Cứ thái như vậy đến hết nhé. Các bạn nhớ bỏ bì nhé, không là chúng ta mà dùng bì thì nó sẽ bị bắn ấy. Mà cần bì lợn mà nó ngon ấy thì các bạn có thể luộc để các bạn làm nem các bạn ăn nhé. Thái xong thì mình sẽ chia sẻ cái cách áp nhé. Rồi. Sau khi thái xong như này rồi nhé, thì mình mang lên mình áp nhé. Các bạn cho mình khoảng 1/3 bát con nước vào nhé. Các bạn đun sủi. Đun sủi cái nước này lên. Sau đó các bạn cho mỡ vào, các bạn áp nhé. Áp như thế này thì nó sẽ không hề bị bắn dầu và mỡ nó sẽ từ từ nó ra. Nó sẽ rất là ngon nhé. Và muốn nó thơm hơn ấy, thì khi áp ấy, thì xong ấy, thì trước khi tắt bếp để các bạn đập cho mình một củ hành tím vào thì mỡ nó sẽ rất là thơm nhé. Hoặc là các bạn thích mùi tỏi thì cho thêm ít tỏi vào. Nên thì các bạn không thì để không cũng được nhé. Đây, sủi rồi các bạn cho vào. Đây là mình học cái cách áp mỡ của người Trung Quốc ấy. Bây giờ các bạn cứ để này với nửa vừa và nó cạn nước và cái mỡ nó sẽ ra từ từ nhé, và nó sẽ thành cái tóp mỡ rồi. Khi các bạn chọn được cái mỡ như thế này và các bạn rửa sạch rồi và thì cái mỡ này nó rất là thơm, và khi mà mình áp cái kiểu này mỡ nó ra từ từ ấy, rất là ngon ạ. Thỉnh thoảng các bạn đảo thôi nhé. Đây nước nó gần cạn rồi thì nó sẽ từ từ nó ra mỡ, và các bạn cho nửa nhỏ nửa vừa chứ không phải nửa nhỏ, không nhỏ quá nhé. Mỡ nó đang ra nhé, nó không hề bị bắn và không hề bị khô ấy, thì là chúng ta ăn như thế này nhé. Thế là cái dầu này nó nóng từ từ ấy,
nên nó không bị bắn á. Dạ, cứ cho nửa vừa nó vậy đun trong nước. Thì áp khi mà nó như này rồi thì áp khoảng 10-15 phút là nó sẽ được nhé. Quả này không, nó ra rất là nhanh khi mà nó đã ra mỡ rồi thì nó rất là nhanh ấy. Khoảng 10 phút thôi, không đến 15 phút ấy. Và cái mỡ này nó sẽ teo hết. Và chúng ta sẽ có một cái tóp rất là giòn và ngon. Và trước khi mà tắt bếp khoảng 2-3 phút, các bạn mà thích có thơm hơn cái mỡ này, thích mùi của tỏi, mùi của hành tím thì các bạn có thể đập một củ tỏi, một củ hành tím vào nhé. Thì cái tóp mỡ này, cái nước mỡ này nó sẽ rất là thơm ấy. Mùi tỏi hoặc mùi hành tùy theo sở thích của mỗi nhà nhé. Sẽ tắt luôn bếp nhé. Và các bạn cứ để cho nó tự nguội nhé. Thì cái còn một chút nào cái dầu ở trong cái tóp này thì nó sẽ ra, nhưng mà mình không để cho nguội hẳn, mà chỉ nghĩa là nó giảm bớt cái nhiệt độ ấy. Thì các bạn vớt nó ra nhé, để cho cái dầu này nó không bị bám vào tóp nhiều, để khi mà chúng ta ăn tóp ấy thì tóp của chúng ta nó không bị ngấy quá nhé. Bây giờ các bạn nhé, nhẹ nhàng các bạn vớt ra cho mình. Cái tóp này nó rất là giòn đúng không ạ? Các bạn có thể để thêm khoảng 2-3 phút nữa để cho cái tóp nó khô hơn nhé. Nhưng khô quá thì ăn nó đấy, ăn khô quá, nhưng mà như bạn nào thích ăn giòn quá thì có thể để thêm một chút xíu nữa. Như theo mình như này là được rồi, thì khi mà cái nước mỡ này nó sắp xuống thì cái tóp nó khô vừa phải là được nhé. Các bạn nhìn thấy không, cái tóp mỡ của chúng ta nó rất là ngon nha. Đó, tóp mỡ rất là ngon như vậy. À, các bạn có thể cho một ít tỏi hoặc là một ít hành tím vào để các bạn đảo qua và vớt ra để cho cái mỡ này nó thơm hơn nhé, không thì cứ để như thế này nhé. Và bây giờ mình vớt ra là mình xong rồi ạ. À, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.